Chào các bạn nhé. Thời gian vừa rồi mình có sử dụng mấy cái phụ cơ thông minh này. Bây giờ nó hỏng và mình thay thế bằng cái phụ cơ thường rồi. Trước khi mình bỏ đi thì mình sẽ mở ra xem cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Cái này thì mình mua về dùng được hơn 6 tháng là nó hỏng. Còn hai cái này thì mua về là chưa sử dụng. Mình lắp vào cái bồn nước để cho nó chảy ra chỗ ga uống ấy. Mình làm cái mạng uống nước tự động cho ga nhưng không dùng được. Cả hai cái này thì mình mua trước không dùng được, sau đấy mình mua thêm cái này nhưng cả hai cái đều không dùng được. Bây giờ mình sẽ tháo ra và kiểm tra xem nguyên nhân vì sao. Mình sẽ tháo cái này ra trước. Đây là cái cục pháo đấy các bạn này. Khi nước đầy thì nó sẽ nổi lên. Đầu này có cái cao su à, cái đệm cao su. Nó xịu à, cái này nó bị thủng đây này. Vậy là cái này bị thủng rồi. Cái cao su này nó bị thủng và nó lôi cái phần nhựa lên đây. Có thể đấy là cái nguyên nhân mà làm cho cái này hỏng. Trong đây có 4 cái con vịt đấy. Tháo ra thì nó như thế này đấy. Đây là đường nước vào này, nước ra bên đây. Cấu tạo của nó rất là đơn giản. Gồm những thứ này, đấy là cái thân của nó. Phía trong này thì có cái đệm cao su này. Bỏ vào. Đấy có cái lò xo đấy các bạn này. Tiếp theo là cái nắp nhựa này, đẩy cái này vào, sau đó là bỏ cái này vặn vào. Nếu như không có cái này thì là đấy là cái nguyên cái hoạt động của nó đây. Khi nước đầy thì cái pháo này nó dâng lên nó sẽ tì cái này vào đấy, cái đệm cao su này thì nó sẽ bịt cái lỗ nhỏ nhỏ này lại. Theo mình nghĩ nguyên lý hoạt động của nó như thế này các bạn này. Đầu tiên là nước nó vào đây. Trong đây có cái lưỡi này để lọc bẩn này. Nó sẽ chảy tràn lên đây.
sau đó nó chạy từ từ đó nó sẽ chạy vào cái lỗ này và thoát ra bên này. Đấy, khi mà lắp cái này vào thì đồng thời một lượng nước nhỏ nó sẽ trích ra đi ra theo cái lỗ nhỏ nhỏ này các bạn này. Đấy, trích ra đi theo cái lỗ nhỏ nhỏ này. Ở đây có cái lò xo đặt vào. Và cái này đẩy lại thì nó trích ra một lượng nước nhỏ nó vào ở trong cái khoáng này. Khi mà nước nó chưa đầy á thì nước nó sẽ chảy ra là theo đường này, theo lỗ này, và một phần nhỏ sẽ chảy ra từ cái lỗ nhỏ nhỏ đấy các bạn này. Khi nước đầy thì cái pháo này nó sẽ dâng lên và cái đệm cao su này nó sẽ ti vào cái lỗ nhỏ này. Nó sẽ bịt lại không cho nước chảy ra theo cái chỗ này nữa. Thì khí đó ở trong cái khoáng này nó sẽ chứa một lượng nước nhất định và nó sẽ đẩy cái mang cao su này xuống, ép cái mang cao su này xuống sát dưới, đẩy sát với cái thân này, thì lúc đó nó sẽ bịt cái đường ống dẫn nước từ bên này qua bên này, qua cái lỗ này. Đấy là cái theo cái cách hiểu của mình. Bây giờ mình sẽ mở cái Fokker này ra xem cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nó có giống với cái Fokker lúc này không. Cái này áp lực được không đủ thì nó không dùng được. Đây là cái cục pháo đấy các bạn này, nó làm bằng xốp. Đây có cái lỗ nhỏ nhỏ đấy các bạn này. Đây là cái đệm cao su. Đệm cao su đây. Khi cái cục pháo này cáo lên nó sẽ ti vào cái đòn bẩy này, nó bịt kia cao su này, nó ti cái cao su này vào cái lỗ này, nó bịt không cho nước ra. Thế là mình nghĩ như vậy, mình tiếp tục tháo ở phía trong ra. Phía trong đấy các bạn này, đây cũng có cái mang cao su. Cấu tạo cũng tương tự như cái pháo màu đen này, nó cũng giống như thế, để có cái rặng cao su này, cái mang cao su, lò xo này. Để mình sẽ đi thử cái màu đen này trên đường nước xem cái cấu tạo, cái nguyên lý hoạt động của nó có giống như mình nói không. Dạ. Dạ, từ sáu giờ gặp nhau trên đường nghe, em chờ hai đứa đi rồi. Rồi nghe. Mình vừa kết nối sóng với cái đường nước các bạn ạ. Đây là đường nước máy. Thì lượng nước nó sẽ mạnh, áp suất nước cũng mạnh, nên là mình sẽ kiểm tra cái
cái pháo đầu này kìa đã. Mình xả được này. Gió thảo mấy con ốc đi ra, giờ mình sẽ tì cái tay vào đấy không nó bung ra. Đấy. Không nó bung ra các bạn. Đúng như mình dự đoán các bạn ạ. Khi mình kết nối với đường nước và xả nước thì nước này nó chảy ra đây này, đồng thời nó sẽ trích ra một phần. Bây giờ mình sẽ bịt cái lỗ này lại, xem nước đấy nó có ngắt không các bạn nhé. Đấy, như thế là nó ngắt đấy các bạn ạ. Thấy gió cái ạ. Đó cái mấy con ốc nó thảo đá nên mình dư không chắc. Mình sẽ bịt cái chỗ nước chảy đá này nhá. Đấy, nó ngắt rồi các bạn ạ. Vậy là khi nước chảy đá nó trích ra một phần ở đây này. Cái pháo này cáo lên. Đây, cái tì cái cúc su này vào cái chỗ này nó bịt cái đầu nước thoát ra, và sau đó là lượng nước ở trong cái phần này lớn lên, áp suất lớn lên, nó sẽ đẩy cái rãnh cúc su này sạt xuống dưới cái thân này thì nước nó sẽ không cho nước ra. Vừa rồi mình thử trực tiếp trên đường nước thì đúng như là cái nguyên lý hoạt động của mình lúc này nói. Có thể nói là nó là khá thông minh khi sử dụng một là lượng nước trích ra để làm cái cơ chế ngắt. Nhưng các bạn lưu ý là phải sử dụng cái phao cơ này ở các cái vị trí là một là có đường nước có cái lượng nước nó mạnh, áp suất nước nó khá lớn, và không có rỗng rêu, tức có nghĩa là nước nó phải sạch. Nếu mà các bạn mà nước mà có rỗng rêu thì một thời gian nó sẽ bịt cái lỗ này nó nhỏ bằng cái kím đấy các bạn ạ, thì nó sẽ cũng không hoạt động được. Và khi mình mua thì nên mua cái nào nó nhiều tiền chút để đảm bảo là cái phần nhựa, phần cao su, phần lò xo trong nó phải chất lượng nó tốt để sử dụng được lâu. Đấy, hai cái này thì mình mua về là thử trên đường nước yếu thì nó không sử dụng được. Đây là video mình búng ra xem cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chào các bạn.